này đang vui, mày tâm trạng đang phấn chấn, chuẩn bị tắm rửa xong, hôn hít con cái, xuống để có một buổi stream bùng nổ. Thì đéo nào vợ lại cho quả tin nhắn đập vào mặt thề khó chịu vậy đấy. Từ lúc đấy đến bây giờ kiểu cứ bị cay cú ấy các bạn. Đéo biết nói gì, đéo biết lý do tại sao, đéo biết phải làm gì. Ừ, vợ tôi cho xem quả tin nhắn từ một chị, có lẽ là học cùng trường lớp gì đấy với thằng Tùng. Chụp ảnh ở trong một cái hội nhóm nào đấy, nói là hội nhóm này đang bàn tán về ông xã của em. Thế là vợ tôi cho tôi đọc cái tin nhắn ở trong hội nhóm đấy. Câu chuyện là có một đứa bé, nó hay nó còn nhỏ, hình như nó học lớp 9 hay sao, hay là lớp 7, không biết. Hay xem stream của chú độ MC, chú độ MC. Chú độ MC cứ ngồi xuống là nói bậy, nên là các cháu học theo và dần dần các cháu có dấu hiệu là nói chuyện theo kiểu giống chú độ MC. Nên là bây giờ không biết giải quyết làm sao, xin các mẹ cho tư vấn. Dưới thì không đọc được comment, nhưng mà chắc là các mẹ dưới cũng chửi vậy, cứ nhìn rất là hiểu. Rất đau đầu và đéo biết phải làm như thế nào. Và đấy có lẽ là một trong những cái câu chuyện mà nó sẽ theo tôi trong nhiều tháng năm nữa, khi mà tôi còn làm, hoặc là kể cả khi tôi không còn làm cái nghề này nữa, chắc người ta vẫn nói. Đéo biết phải làm gì, hiểu không? Một phần thì đúng là tại hồi nhỏ, à ngày xưa thì tôi cũng hay nói bậy thật. Một phần thì cũng đều dám nói, nhưng mà nói ra thì sợ tranh cãi. Mà thực sự là cuộc sống hiện đại bây giờ nhiều khi người ta cứ phó mặc một cái điện thoại cho con cái để mình có thể rảnh tay làm được bất cứ việc gì, và cũng đéo cần quan tâm là con cái sẽ xem cái gì hay sẽ làm gì. Đến khi mà nó thực sự là nó ra hậu quả rồi thì mới bắt đầu ôi trời ơi. Và hậu quả đây là việc xem chú độ MC, sau đấy là chú độ MC nói bậy quá, bắt đầu thấy con cái nói bậy. Rất đau đầu. Đéo dám ý kiến, đéo dám trình bày, chỉ thấy tức trong người thôi. Bực thực sự. 8/1/19 nha các bạn nhỉ. Nay hôm qua thì ngồi xem qua thì thường là sau khi hết buổi live stream thì tôi có ngồi, lúc nào cũng ngồi với cả mấy anh em cũng bảo là anh Dũng CT hình như là anh sắp nghỉ hay sao ấy, thì tôi cũng có ngồi xem lại cái buổi live stream của anh Dũng. Thì khoan bỏ qua cái câu chuyện đấy một tí, tại vì hôm nay tôi cũng thấy có nhiều người hỏi tôi là anh Dũng sắp nghỉ stream rồi thì anh thấy sao các thứ, thì chẳng qua nãy tôi bơ đi thôi. Nhưng mà lúc nãy trước khi vào buổi stream thì tôi lướt Facebook một tí và tôi thấy luôn một cái bài của Miên Beat cũng báo về cái việc mà anh Dũng CT anh đang có ý định là anh nghỉ. Thì mình chưa có ý kiến gì cả, thế là trong đầu mình đang nảy một số câu chuyện, một số chỗ hoài niệm lại từ ngày xưa cái nghề này mình đang làm các thứ, thì đập vào mặt luôn là mấy cái quả comment kiểu ừ. Trước đến giờ chỉ xem được anh Dũng chứ đéo thể xem được mấy cái thằng kiểu mẹ lương 7-8 triệu rồi các thứ, đạo đức giả rồi là nói đạo lý ối rồi ôi rồi thế này thế nọ, đọc rất chi là cay cú và khó chịu. Nhưng mà tôi quen với cảm giác đấy rồi nên tôi gạt qua trong đầu. Ừ. Còn cái câu chuyện mà anh Dũng nghỉ ấy thì tôi mường tượng được cái câu chuyện đấy từ cách đây đâu đấy, chắc là đâu đấy khoảng một tuần. Khi mà tôi đang ở Đà Nẵng và cái game Thần Trùng nó ra mắt. Nếu như mà xét về tuổi nghề ấy thì anh Dũng là tiền bối đi trước. Và anh Dũng là người truyền cảm hứng cho tôi để làm cái công việc này, tôi đã nói rất là nhiều. Cách đây khoảng 3 năm nếu như mà may mắn ấy, thì tôi đã gặp anh Dũng. Tôi rất ít khi nhận quảng cáo bên ngoài, và nhất là những cái game kiểu game online đánh nhanh thắng nhanh của những cái hãng phát hành ABC, XYZ gì đấy tôi không tiện nêu tên. Nhưng mà hôm đấy tôi chấp nhận đi làm quay quảng cáo, cầm điện thoại hãy đao game này đi rồi các thứ ở dưới một cái phông xanh, chỉ với một lý do là tôi sẽ được quay với cả anh Dũng. Và hôm đấy tôi dậy từ 5 giờ sáng để tôi đến, nhưng mà đến khi mà tôi đến tận đấy rồi, chuẩn bị quay rồi thì người ta mới báo là hôm nay không có anh Dũng. Và tôi cảm giác kiểu tôi giống bị lừa vậy đấy. Nhưng mà thôi kệ con mẹ nhà nó, tại vì tôi lỡ nhận job rồi và tôi phải có trách nhiệm với cái job đấy, thế là tôi cứ làm cho xong. Thì sau cái lần đấy thì trong đầu tôi đặt ra khá là nhiều câu hỏi là có thể là anh Dũng không thích tôi, hay là tại vì hôm đấy có một cái việc gì đấy nên là anh ấy không đi tham gia vào cái job đấy. Nhưng mà nếu như mà xét về cái quá trình lâu dài thì tất nhiên anh ấy là một người làm trước tôi và anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Nhưng mà để xét về những cái gặp phải với cộng đồng mạng thì tôi tin là tôi gặp nhiều hơn. Nhất là về cái vấn đề nói tục chửi bậy, nhất là về những cái mảng khác mà tôi đá sang, ví dụ như là rap riếc rồi âm nhạc các thứ. Và tôi hiểu được cái cảm giác khó chịu vãi đái khi mà người ta nói, góp ý thì không sao, nhưng mà nói theo kiểu
chỉ trích, nói theo kiểu mẹ mày, bố mày đéo quan tâm nhưng bố mày cứ thích nói, thì nó rất khó chịu. Và sau cái đợt game thần trùng ra thì tôi có nói với cả các bạn rồi là tôi có theo dõi rất nhiều group, tôi có theo dõi rất nhiều nhóm và tôi có xem mọi người cãi nhau. Đấy là cũng là một trong những cái lý do mà tôi không thích chơi thần trùng ở cái thời điểm này, chứ không phải là tôi không chơi. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tôi chơi. Đấy là cá nhân tôi thấy thế thôi, thực ra tôi cũng chả là gì cả. Nhưng mà tất nhiên là những lời nói đấy sẽ là tổn thương đối với những người coi cái sản phẩm của mình là một đứa con. Và khi mà người ta đã bị thương rồi thì chỉ cần ấn nhẹ vào một cái thôi thì mẹ vết thương nó sẽ đau hơn rất nhiều lần. Khi mà tôi chơi ấy, thì có lẽ là những thằng trẻ trâu trên kênh chat sẽ ngồi chê, hoặc là sẽ tìm những cái hội nhóm nào lên đang thảo luận về vấn đề đấy để chê tiếp. Và chỉ cần một hai câu chê thôi đã gây tổn thương người ta rất nhiều rồi. Đấy là một lý do cộng đồng với con game thần trùng. Cái lý do thứ hai thì tôi nghĩ là do Nemo họ thay đổi một số cơ chế, thì cái này tôi đã nhìn trước được rồi. Và cái lý do thứ ba thì tôi nghĩ là do vấn đề sức khỏe và do làm cái nghề này quá lâu, cái chuỗi ngày nó lặp đi lặp lại quá nhiều. Và cái câu chuyện đấy tôi cũng đã từng gặp, tôi gặp rất nhiều lần và đến thời điểm hiện tại tôi nói là tôi gạt được cái chuyện đấy ra trong đầu. Đéo, đấy chỉ là nói dối. Hôm trước thì thằng Piu sang nhà tôi ngồi mời cưới và tôi với nó thì lâu lắm 12 thằng mới có thể ngồi riêng để nói chuyện nhau. Và tôi cũng có nói với nó là ngày xưa tôi hay trách nó là tại sao mày lại nghỉ Sergi trong khi mọi thứ nó đang rất ổn, ok, đang rất ổn. Thì ngày xưa tôi hay nói thế, nó bảo là mày sẽ không hiểu được, tại vì mày không phải là tao. Thì lúc ấy tôi chỉ cười thôi. Nhưng mà đến thời điểm khi mà tôi với nó ngồi lại với nhau cách đây khoảng nửa tháng thì phải, khi tôi nói chuyện thì tôi mới thấy rằng ừ, đúng. Bây giờ tao mới hiểu là ngày xưa tại sao mày lại như thế. Tại vì đến một cái thời điểm khi mà tao làm cái công việc này lặp đi lặp lại quá nhiều rồi, bỏ qua hết cái vấn đề tiền nong, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, thu nhập bao nhiêu, nhiều người biết đến, nhiều người yêu thích, nhiều người tôn thờ và nhiều người ghét, bỏ qua hết cái vấn đề đi, thì kể cả trong đầu tao lúc đéo nào cũng sẽ có suy nghĩ là tao nên nghỉ, tao phải nghỉ, hay là tao đéo thể làm được cái nghề nữa. Mà nó xuất hiện với tần suất càng ngày càng nhiều hơn, khiến cho tao phải suy nghĩ là cái thời gian này đã đến hay chưa, đã đến lúc thực sự là mình phải nghỉ hay chưa. Đéo phải là chán, tôi không hiểu không. Mà nó có một cái gì đấy, nó vô hình, vãi đái, khiến cho bản thân mình nó đéo thể làm được như ngày xưa nữa. Đến một thời gian nhá, mất khả năng nói chuyện. Không hiểu mất khả năng nói chuyện là gì không? Là bình thường tôi vẫn ngồi, tôi nói chuyện được với các bạn. Tôi vẫn trong đầu tôi nảy ra được những câu chuyện, những cái gì tôi tự biết xử lý. Nhưng về sau đéo nói được nữa. Cả một buổi sở chim, nếu như mà cứ ngồi vắt óc ra nghĩ, uầy, sau câu chuyện này nói câu chuyện gì, sau khi cái donate này, uầy, ngồi lâu vậy đấy, đéo có ai donate để có thể học để trả lời. Thế là nó thất bại vãi đái ra. Nó bị kiểu đéo thể giải thích với cả các bạn như thế nào luôn. Tiếp theo nữa là vấn đề sức khỏe. Hay nói vui với cả các bạn là uầy, bây giờ ốm yếu nhiều, bây giờ mệt vãi đái. Nhưng mà các ông thử nghĩ xem, 5 năm, 6 năm ngồi vào một cái giờ trái giờ vãi cả cứt. Mẹ ngồi toàn đến 5, 6 giờ sáng, xong ngủ như một con lợn đến 3 giờ chiều. Mẹ người như một cái xác không hồn. Mà nó đéo phải là câu chuyện của 1-2 ngày, nó là câu chuyện tính theo năm. 5, 6 năm liền, đỡ thế đéo nào được. Con cái nó cũng lớn dần lên, xong mình cũng phải có sức khỏe. Thì phải, để câu chuyện nó đau đầu vãi cả cứt ra. Nhưng mà tôi có xem kỹ buổi giờ chim đấy thì nói chung là ông nghỉ thì ông nghỉ một thời gian thôi, nhưng mà ông thỉnh thoảng ông vẫn làm thì nó cũng là một tín hiệu vui. Tuy nhiên cá nhân tôi, đấy là về khía cạnh của một người làm sau. Còn về một khía cạnh của một người đồng nghiệp, tức là cùng làm chung một cái nghề nhau, thì từ khi tôi làm cái nghề này đến thời điểm bây giờ, tôi đã chứng kiến quá nhiều người đến và đi. Hoặc tôi chứng kiến những người đã làm trước tôi đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi làm cái nghề. Nếu như không có anh Dũng, nếu như mà không có Virus, nếu không có Pew hay là thằng Hiếu Lợn, thì đéo bao giờ tôi nếu như mà đặt tôi vào hoàn cảnh ngày xưa và quá khứ thì tôi cũng giống như các ông là một thằng viewer ngồi xem. Và tôi tin chắc là những người đang xem tôi ngồi đây đều nảy sinh trong đầu cái suy nghĩ là có bao giờ mình sẽ làm kiểu streamer như thế không? Kể cả về mặt bán hàng, kể cả về mặt ngồi nói chuyện hay là hát hò gì đấy. Nói chung là một công việc kiểu truyền phát trực tiếp để tương tác với mọi người. Thế là thời gian cứ qua dần đi, xong rồi người này nghỉ, người kia nghỉ, người kia nghỉ. Mà nó chứng kiến nhiều đến cái mức mà mình bị quen mẹ rồi. Bạn tôi nghỉ, thằng thì còn thoi thóp làm, thằng thì đéo làm nữa.
Sau đấy thì dần dần công việc tôi nó cũng phát triển lên và tôi đào tạo một cái lứa mới với nhiều streamer trẻ hơn. Có người thành công, có người đéo làm được. Đợt vừa rồi có một số người cũng cắt mẹ hợp đồng tại vì đéo đủ KPI hay là gì đấy. Tôi cũng đéo thể làm gì được. Và cái việc của tôi là tôi cũng không thể kiểu kéo người ta lên, hay tôi cũng không thể giúp như thế là giết người ta. Đúng không? Đã cho người ta một công việc rồi người ta phải tự làm đi. Nên là việc chứng kiến hết người này đến người khác nghỉ rồi làm cái gì đấy nó khó trong nghề vậy đấy. Nếu như mà tất cả mọi người không tính view cao hay view thấp, không tính cộng đồng lớn hay cộng đồng mạnh ấy, thì chỉ cần có nhiều cộng đồng nhỏ với nhau thôi, gọi chung là cộng đồng anh em streamer, cộng đồng anh em xem game, nó chỉ còn nhiều thôi, nó ít cũng được, nhưng mà nó vẫn còn và nó vẫn mạnh thì nó vui rồi. Đằng này thì mẹ cứ dần dần xong rồi rụng dần. Chưa kể cộng đồng còn có dấu hiệu chửi nhau, cãi nhau, đâm chém nhau, trong khi những ông streamer thì lại vẫn đang chơi với nhau, vẫn đang nói tốt về nhau. Rất khó hiểu. Mà đây mới chỉ là cái mức độ nhẹ thôi, tôi nghĩ là như thế. Trong khoảng 2 năm gần đây, dần dần những cái cộng đồng game và những cái cộng đồng xem giải đấu nó phát triển dần thì tôi thấy càng ngày nó càng kiểu toxic vậy đấy, mà càng ngày càng chửi nhau vậy đấy. Chửi nhau đến cái mà ngày xưa có chuyện này thì còn lôi lên stream để nói mẹ mày ông này thế này, đéo được ông kia thế, mà mẹ cộng đồng này thế này thế kia. Đến khi chán con mẹ rồi còn đéo thèm nói nữa. Nên là dần nó cũng đéo đi đến đâu cả. Cảm ơn Bon nha, cảm ơn bạn nhiều. Cái nghề này thì bây giờ nó thay đổi khá là nhiều. Thực ra là đéo phải khá nhiều đâu mà nó rất nhiều luôn. Nó thay đổi hết cả thói quen người xem cho lẫn thói quen của người làm. Và càng ngày hay nói vui với nhau là mấy ông FA khó tính thôi, nhưng mà nói thật càng ngày cái thị trường người ta càng khó tính. Và càng ngày thì cái mức độ trẻ trâu với cả cái mức độ thoải mái gõ những cái câu sát thương cao ở trên mạng nó càng nhiều, và mọi người coi đấy là một cái việc bình thường. Thế là thành ra là có chịu đựng được hay không thế thôi. Nó nhiều lý do lắm, quá nhiều lý do để dẫn đến câu chuyện của một người làm cái nghề này sau đấy người ta quyết định nghỉ. Cái quyết định nghỉ nó đéo dễ các bạn. Các bạn thử gắn bó với công việc khoảng 5, 6 năm, 7 năm xem. Xong đùng cái các bạn bảo các bạn nghỉ xem. Đến một cái mức độ nào đấy người ta mới nói như thế. Này tiêu cực à? À đâu, sao lại tiêu cực? Tôi đang nói chuyện với cả các bạn thôi. Gì đâu mà tiêu cực. Đấy. Quay lại câu chuyện. Tại sao ngày xưa nói chuyện tâm sự với nhau như thế này, vào sâu một cái vấn đề như này nó là bình thường, mà bây giờ khi nói một cái mọi người lại không... Tiến Hưng nha các bạn nhiều. Tôi cũng già rồi. Và đến một cái thời điểm nào đấy tôi cũng sẽ phải nói lời chia tay với các bạn. Cái đấy là sự thật. Chẳng qua nói vui với nhau là mẹ em còn sức thì còn làm, nhưng sau này còn một hai ông xem thì vẫn làm, nhưng nói thế đéo ai nói trước được tương lai cả. Sức khỏe là một cái câu hỏi gì đấy nó bí ẩn vậy đấy. Mà đến một người khỏe mạnh người ta còn đéo dám trả lời là bố mình sẽ khỏe mạnh mãi. Đến cả một người còn đi tập thể dục hàng ngày người ta còn đéo nghĩ một ngày người ta sẽ bị tai biến. Đến một cả cái thằng cầu thủ chuyên nghiệp vãi đái hay đá bóng ở châu Âu người ta còn đéo nghĩ người ta sẽ bị tai biến ở ngay trên sân. Thế thì làm sao nói trước được tương lai? Cảm ơn các bạn mới donate nha. À nhưng mà tôi đang nói câu chuyện của anh Dũng, tôi còn nói chuyện là tôi nghỉ đéo đâu. Tôi thì còn cống hiến được. Tôi vẫn làm được. Mà tôi chỉ mong là... Tôi nghĩ là anh Dũng cần thời gian để nghỉ ngơi. Mà sau khi anh Dũng nghỉ ngơi xong thì anh Dũng sẽ lại thì nó sẽ hợp lý hơn là cái việc mà... Tại vì những cái thằng mà đã làm về ngành game như kiểu bọn tôi ấy thì yêu nghề lắm các bạn ạ. Yêu vậy cứt ra. Và nghề game thì nhiều khi nó bị... Nếu như mà nghề game kiếm ra tiền thì đéo sao. Nhưng mà cái nghề game này mà đéo kiếm ra tiền thì xã hội sẽ nói là vô công rồi nghề. Kể cả người trong gia đình cũng thế thôi. Bố mẹ các bạn thế thôi. Bây giờ các bạn ngồi chơi game nhưng mà suốt ngày các bạn chỉ cắm mặt chơi game để giải trí, và các bạn đéo ra một cái giá trị gì cả thì kiểu đéo thì bố mẹ chả lên án, họ hàng chả lên án. Đúng không? Còn đây là bọn tôi với khía cạnh là những thằng làm về game chẳng qua là kiếm ra tiền. Và đã gắn bó với cái nghề này bao nhiêu năm rồi. Khó bỏ lắm các bạn ạ. Có bỏ thì chỉ bỏ cái thói quen gọi là chơi game để kiếm tiền thôi, chứ đéo bỏ được cái thói game chơi game. Đau đầu vậy đấy. Cái hàm mà tử nha các bạn nhỉ. Cảm ơn Bin nha các bạn. Cái câu chuyện thần trùng tôi vừa mới nói với bạn rồi, thì nếu như mà bạn có thể thì bạn tua lại buổi stream đầu để bạn hiểu là tại sao thời điểm bây giờ tôi chưa muốn chơi.
Còn sau này tôi sẽ chơi sau. Và mong các bạn là đừng spam game thần trùng nữa. Tôi cũng rất muốn chơi nhưng mà tôi không muốn chơi ở thời điểm này. Cảm ơn Lê Cường nha các bạn nhiều. Chứ còn tôi xem stream thì tôi thấy anh Dũng bảo là anh ấy muốn nghỉ stream để tập trung vào làm nhiều dự án game hơn. Tôi thấy cái đấy nó hơi sai. Tại vì bản chất thì anh ấy nên làm cùng với sự góp ý của mọi người, cùng với sự ủng hộ của mọi người, thì sau này những cái game sau ra thì mới hoàn thiện được, mới thành công được, mới rút được nhiều sợi dây kinh nghiệm hơn. Đấy chỉ là một cái lý do của anh ấy thôi. Cái điểm này tôi nghĩ anh ấy đang bị stress, anh ấy nên nghỉ một thời gian thì nó sẽ hay hơn. Còn tốt nhất là các bạn đừng spam game thần trùng nữa. Game thần trùng thì tôi sẽ chơi vào một thời điểm khác. Cảm ơn Hùng giấu tên nhá các bạn nhiều. Cảm ơn bạn.